Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ dùng cái bu sấy này. Đây là bu sấy 12V. Mình sẽ dùng nó để chế cái máy cắt xốp và cái bút có thể viết lên gỗ luôn. Ở cái bu sấy này, cái chỗ này là cực âm này, cực dương là đây. Chúng ta dùng dây điện cuốn nó vào thôi. Bây giờ mình dùng cái gỗ này, chúng ta gắn nó vào đây. Cái gỗ này nó chịu được nhiệt, nó cách nhiệt vào cái nhựa này. Chúng ta dùng cái AB này gắn nó vào cái keo này, nó để chịu được nhiệt, tại vì khi cứng lên nó thành như cái bột đá. Cái nguồn của nó, chúng ta dùng ắc quy 12V. Cái này các bạn quá hiểu rồi. Chúng ta có thể dùng nó để viết vào gỗ này. Bây giờ để làm cắt xốp, mình dùng dây đồng này, các bạn cuốn vào đây, sau đó làm một thanh dài ra.